Đây xin chào cả nhà. Thì hôm nay đây quay lại cái vườn của anh Lam ở 4 tổng 1.000 ha, Châu Thành Hậu Giang. Châu Thành A Hậu Giang thì cái vườn này thì đã cho xử lý mới tưới xi lại rồi cả nhà. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cho tưới cái dòng dinh dưỡng của tưới đầy ha. Thì hiện tại á là tưới được 7 ngày rồi cả nhà. Nhưng mà cả nhà thấy nè. Lá ra nè. Thì được rồi, là thanh toán hóa đơn á, là anh Lam anh giữ lại của mình 2 triệu. Giữ đi làm tin nha. Giữ đi làm tin đó. Thì nói chung á là không có vấn đề gì hết. Đây là giữ nó lại để ông ấy giữ nó đây, cứ cái gì gọi rồi mày chạy ra liền. Này cả nhà thấy cái cây được rồi, nó chổi trà nè, lá tí tí nè, cây đánh nè. Thì bây giờ nó đang chuẩn bị đi chơi rồi, thì đang để cho xử lý tưới lại lần 2 ha, và bón hữu cơ. Hiện tại đang hữu cơ đang hết cho nên mình đang chờ cái hữu cơ về đọt rất là mập nha. Thì cái này là phải giữ gầy nha cả nhà. Đó, đây kêu ảnh rồi, phải xịt giữ gầy. Thì cái cây này á, mình lấy cái cơ này á, nó sẽ thay hoàn thế hoàn toàn cái những cái lá này, cái lá gầy nè đó, nó thay hoàn toàn thì cây mình nó mới đẹp được nha. Rồi ok ha. Bữa hổm đây có quay cái một cái đoạn clip đó, thì cả nhà đây ghim lại trong phần mô tả với trong phần bình luận để cho cả nhà xem nha, để mình theo dõi quá trình mình xử lý nha. Cái này thì mình phải tăng cường cái lượng hữu cơ đó, cái lượng hữu cơ lên và những dinh dưỡng dễ tiêu, hạn chế đạm cao nha. Nó đang đợt này mà mình đưa đạm cao vô, nó phóng một cái rồi là thôi, này nó chụp thứ gì chịu cho nổi đâu, ấm nhất ấm nhôm luôn. Cho nên là cái này mình phải đưa những dòng dinh dưỡng cân bằng nha, cân đối vô để cho cái cây nó lấy nha cái nhà. Thì cái nhà thấy nó ra đọt nè, đó ập ú ù hết luôn. Cái lá chừng xử lý cái lá chừng nó xanh lên nè, đó này nó tươi ra nè, cái này thấy không đó, bắt đầu đọt nó mập lên nè. Đây là cái dấu hiệu rất là tốt để cho cây nó phục hồi nha. Đó thì làm với đầy đó, nói chung là anh em chịu làm thì mình rất là quý, là mình hợp tác với nhau đó, không bao giờ là đầy này bỏ ai ha, bỏ anh em hết, là mình theo tới cùng đó. Mình cùng đồng hành với nhau, mình theo tới cùng để mình đem lại cái mục đích chung là cái kết quả là cái vườn nó đạt nha cả nhà. Cả nhà thấy nè, thì cái vườn này là lúc trước bỏ thì nó nhảy ngang, tại nhảy ngang này mới làm xử lý lại đây khoảng 7 ngày thôi, 70 ngày thôi. Nhưng mà cả nhà thấy là cái kết quả nó xử lý như thế này nè, quá tuyệt vời ha. Đó. Nè cả nhà thấy nè, lúc trước anh bỏ nó gầy nó đánh rồi nè, đó, đi không đúng dinh dưỡng cho nên là gầy nó đánh cái nè, lá đó nè. Bây giờ những cái lá như thế này nè, bắt đầu là nó sẽ phải đào thải ha, nó phải đào thải hết. Đây, bắt đầu ra đó. Đây, mình phải bảo vệ cái cơ này nha, không thôi là nó quấn chỗ trà nó là cái cây mình rất là si luôn á, nó tổn lắm. Đây đang bị cảm nè, đang chuẩn bị vô bão nữa nè, nhưng mà mình phải lội đi thôi ha, mình lội để mình hỗ trợ anh em. Đây cả nhà, sắp tới thì đầy sửa cái vườn này nó phải vô chuẩn, nó phải đẹp ha. Anh Lam thì anh thích lá to, lá xanh, lá bóc, lá dày đó, thì mình sẽ đáp ứng cho ảnh tất cả những yếu tố đó ha. Cây nó sẽ đồng loạt, nó sẽ đều, nó cân đối, đây sẽ hỗ giúp ảnh đạt được cái điều đó ha. Đó là lời hứa của mình. Đấy. Cái vườn này đã tưới xi lại nha cả nhà. Đấy, cả nhà thấy nè, bây giờ nó ra lại nè, lá được rồi, nó banh hết trơn luôn rồi cả nhà thấy không, nó vàng nó banh hết luôn, nó thấy không, nó chỗ trà luôn đó. Mà cái mé này ở này không có cái chỗ chắn gió này, gió ghê quá trời ghê luôn. Đấy, cả nhà thấy cái vườn, nhưng mà cả nhà cứ theo dõi đây nha, thì xem thì kéo cái vườn này lên như thế nào, cái quá trình kéo đó thì rồi cập nhật cho cả nhà xem. Đấy, bây giờ nó ra độc mập thế này nè, và dấu hiệu lên rất là tuyệt vời rồi, ok rồi, không này hết. Thì trên vườn á, những cây nào mạnh á thì mình đưa dinh dưỡng vô á, nó lấy nó đi lẹ lắm, cả nhà thấy nè,
nhưng mà những cái cây nào mà nó yếu á, thì cái lá nó sẽ ra sẽ yếu, cho nên là mình sẽ phải chăm những cây yếu nó nhiều hơn đó, để nó đeo theo kịp mấy cái kia, đơn giản thế thôi ha. Rồi ok, cả nhà thấy nè, dấu hiệu ra lá to ha. Thì cái cây này muốn đẹp nó phải thay hết dàn lá này thì nó mới đẹp được, chứ hiện tại nó còn hơi xấu do cái dư âm lá cũ vẫn còn à. Nhưng mà bữa nay mình vô đây mình xuống mình đánh giá như vậy thì nó quá trời ok, quá tuyệt nha, cơ đọt như là rất là tuyệt đấy. Ôi ôi đọt rồi nè, đúng như cái quá trình mình đón nha cả nhà. Trước xử lý là mình đón biết được trước được kết quả nó như thế này, chứ không phải là ấy đâu ha, không phải là cái gì bất ngờ hết. Do là mấy mẹ cảm sức khỏe không tốt cho nên là đây nói chuyện thì nó cũng không có rõ, cả nhà thông cảm nha. Đây. Rồi ok nha, để kết thúc video tại đây nha, thì cái video ngày hôm nay là nhiêu thôi ha. Chào cả nhà xem video nào. Rồi tuyệt vời nha.